Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em Thảo. Thì anh chị mình đang xem video, anh chị để lại giúp em những cái lượt like, những cái trái tim màu tím cho phần comment để tăng cái lượt tương tác cho video ngày hôm nay anh chị nhé. Hôm nay cũng như là trên cái tiêu đề, chúng ta sẽ phân tích về nhóm bất động sản. Thì cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành này hôm nay em phân tích đó là SJC. SJC là một cái doanh nghiệp, nhưng các chị cũng biết là có các mảng kinh doanh chính như là đầu tư phát triển đô thị này, hay khu công nghiệp, khu dân cư và sân gốp, thì chủ yếu là ở cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thôi. Quỹ đất của khu công nghiệp của SSC á, thì cũng ở những cái vị trí khá là thuận lợi ở gần cảng này, gần sân bay và cái hệ thống giao thông kết nối các trục đường chính. Đây là một cái vị trí khá là thuận lợi của SSC. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp với cái quỹ đất còn lại lớn thứ ba tại phía Nam, thì cái doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi từ cái xu hướng mà tăng nhà thuê. SJC sở hữu quỹ đất lớn và có nhiều cái ưu thế tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ở đây là chúng ta đang phân SJC phân chia thành 3 phân khu, đó là đất khu đất công nghiệp này, khu đất đô thị Châu Đức và Sun Gold, khu đất ngoài khu đô thị. Thì tồn đọng cái backlog ở thời điểm hiện tại là cái tiền đề cho việc cái phát triển khu công nghiệp Châu Đức. Hoạt động kinh doanh của SSC chủ yếu là tài trợ cho các dự án dài hạn, tài sản dài hạn, nên là doanh nghiệp này vẫn đảm bảo là sử dụng nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình là từ nguồn nợ dài hạn. Cái việc nền kinh tế toàn cầu, các anh chị cũng biết là chúng ta trong năm 2024 này, chúng ta hy vọng nền kinh tế toàn cầu đang có dần cái sự hồi phục trở lại. Thì những cái mặt bằng về lãi suất, về cái mức thấp này, hoặc là những cái luật đất đai sửa đổi, dự án được thông qua, rồi rủi ro về cái việc thanh khoản doanh nghiệp được giảm khi mà thực hiện cái cơ cấu nợ vay. Thì Việt Nam cũng là cái quốc gia mà cởi mở nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việc tham gia các hiệp định thương mại quốc tế thì có mang lại những cái lợi thế đáng kể, giúp gia tăng cái quy mô thị trường cho các nhà đầu tư. Còn một vấn đề nữa đó là việc giá thuê đất ở Việt Nam. Thì giá thuê đất của Việt Nam là ở cái mức là khá là thấp so với các nước trong ASEAN. Chi tiêu cho việc cơ sở hạ tầng của Việt Nam thì đang được ưu tiên phát triển mạnh mẽ. Đây là một cái đòn bẩy quan trọng, là một cái những cái thông tin gia tăng cái sự hấp dẫn của các khu công nghiệp trong dài hạn. Đó. Thì đối với cái vị trí của SSC là cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, thì khu vực này chúng ta cũng đang còn chú ý và đáng nói, đó là đây là một cái khu vực trọng điểm ở phía Nam. Thì ở đây là chúng ta đang tập trung nguồn lực để phát triển công nghiệp, hạ tầng và cảng biển. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang và chuẩn bị triển khai, là như là cái dự án là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, năm 2021 đến 2025, hay là cái dự án sân bay quốc tế Long Thành. Thì cái thị trường bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở nên khá là hấp dẫn đối với giới đầu tư, đặc biệt là cái loại hình bất động sản khu công nghiệp này. Thì đây là một số cái thông tin hỗ trợ cho cái lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp cũng như là SJC nói riêng. Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái mã cổ phiếu SJC này anh chị nhé. SJC trong cái ngày hôm thứ Sáu vừa rồi, thì chúng ta đã thấy là nó đóng phiên kết nến ở cái vùng giá là 35.1. 35.1 đã giảm được 1.27% thứ Sáu vừa rồi, ngày 12 tháng 1 đó. Thì đối với cái mã cổ phiếu SJC này, trong hôm thứ Sáu đã đóng nến khá là không thuận lợi khi mà mất cái vùng hỗ trợ hiện tại của SJC. Vùng hỗ trợ hiện tại trước cái thứ sáu tuần trước là cái vùng 35.5, thì hiện tại tại đây là trở thành một cái vùng cản của SJC các anh chị. Nếu muốn vượt được cái vùng cản này thì đây phải là cái cản tuần, có nghĩa là đóng đến tuần vượt được cái vùng 35.5 này, thì lúc đó nó mới vượt được cái cản này anh chị nhé. Ở cái cản này hiện tại sẽ trở thành một cái cản khá là cứng đối với SJC trong những cái thời gian sắp tới, khá là khó khăn. Và em cũng thấy là trong trung hạn chúng ta đang có một cái khách sạn hình thành ở đây, thì SSC sẽ có cái khách sạn hình thành hút giá về quanh cái vùng là 31.3 đến vùng 34. Thì ở cái vùng giá này anh chị mình có thể là cân nhắc tham gia vào SSC, có thể tham gia vào SSC được ở quanh cái vùng 31.3 đến vùng 34 này. Chúng ta sẽ đánh một nhịp
đối với SJC từ cái vùng 31.3 này đã một nhịp lên cái vùng cản này, cái vùng 35.5 này là tầm đâu đó cũng 12%. Đó là đối với cái target ngắn hạn thôi. Còn dài hạn hơn đối với SJC thì chúng ta nếu như các chị kỳ vọng về cái mã cổ phiếu SJC cũng như là kỳ vọng về bất động sản khu công nghiệp hiện tại thì chúng ta sẽ đánh một cái nhịp xa hơn đối với SJC, đó là cái vùng target trong trung hạn chúng ta sẽ lên được quanh vùng 3940 này anh chị nhé. 3940 trong trung hạn thì đâu đó cái lợi nhuận của chúng ta cũng khá là tích cực, gần tầm 25% 26%, thì đây là một deal cũng khá hợp lý. Ok, đó là về mặt trung hạn. Chúng ta sẽ đi đến về cái vùng ngắn hạn để tìm được cái điểm tham gia nó SSC anh chị nha. Đó, SSC thì cái ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta thấy trong ngắn hạn thì từ cái vùng vùng đáy cũ là cái vùng 25 này nó đã tăng được một cái sức tăng khá là lớn rồi, tăng lên được cái vùng 37.5 này rồi các chị, vùng đỉnh cũ á, thì đâu đó tầm 50% lợi nhuận rồi nếu như các chị đang đầu tư vùng đáy. Và hiện tại cái mã SJC này mới điều chỉnh từ cái vùng đỉnh xuống cái vùng giá hiện tại đâu đó tầm 6,5% tầm 7% thôi các anh chị, thì đây là một cái sự điều chỉnh không quá lớn đối với cái mã SJC hiện tại. Ok, thì chúng ta đang thấy là SJC có một cái khách sạn trong trung hạn, chúng ta sẽ đợi SJC về được cái vùng khách sạn đó để chúng ta tham gia anh chị nhé. Khách sạn trong trung hạn đang điều chỉnh về lại quanh cái vùng cân bằng, vùng cân bằng của SJC tận cái vùng 31.3 này các anh chị. Và SJC sẽ có cái khả năng và cái cơ hội rất lớn là sẽ về được cái vùng 31.3 này anh chị nhé, về được cái vùng khách sạn 31.3 đến vùng 34. Thì vùng 34 là một cái vùng đáy cũ trong ngắn hạn của SJC ở cây nến ngày 15 tháng 12 này anh chị này, cái cây này này, thì đối với cái mã này anh chị mà muốn tham gia chúng ta sẽ tham gia quanh vùng giá này. Và thì trong khoản này chúng ta sẽ tham gia ở những cái thời điểm nào đúng không anh chị? Thì khi mà SJC điều chỉnh về quanh vùng 34 thì anh chị sẽ tham gia, chúng ta sẽ cân nhắc tham gia ở cái vùng giá này tầm 20 đến 30% tỷ trọng của chúng ta anh chị nhá. Về cái vùng đáy cũ đây, các anh chị có thể là giải ngân tầm 20-30%. Chúng ta sẽ xem cái phản ứng khi mà SJC đối diện với cái vùng đáy cũ này như thế nào, có tích lũy tốt trên đây không, rồi sau đó có cái cơ hội bật tăng hay không, hay là SJC sẽ tiếp tục điều chỉnh khi mà chúng ta về trở lại cái vùng đáy cũ, lại tiếp tục điều chỉnh lại xuống cái vùng cân bằng là 31.3 của chúng ta. Ok anh chị ha. Thì nếu như mà các anh chị tham gia thì chúng ta sẽ tham gia một phần ở cái vùng là 31 ở cái vùng 34 này, tham gia một phần ở đây để chúng ta có hàng đã. Sau đó thì nếu như mà SJC có điều chỉnh, tiếp tục điều chỉnh về lại cái vùng 31.3 thì lúc đó chúng ta cũng còn cái lượng tiền, chúng ta vẫn còn cái sức mua để có thể là mua cân bằng giá ở cái thời điểm này. Hoặc nếu như mà SJC điều chỉnh về vùng 34 sau đó có cái sự bật tăng trở lại thì lúc đó các anh chị mình cũng có hàng rồi, chúng ta sẽ đợi những cái phiên có thể là gia tăng đối với cái mã SJC này anh chị ha. Chúng ta đánh một cái nhịp ngắn, nếu như mà đánh một nhịp ngắn lên được cái vùng là 35.5, còn trung hạn hơn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là SJC sẽ có những cái target xa hơn, cao hơn. Ok anh chị nhé. Thì nếu như anh chị mà tham gia quán vùng 31.3 này, nếu như nó điều chỉnh về đây để các chị tham gia thì đâu đó cái khoản stop loss của chúng ta là cái vùng 30.5, 30.5 từ đây và xuống cái vùng 30.5 thì đâu đó là cái khoản chúng ta phải stop loss tầm 3% thôi các anh chị. Nhưng mà các anh chị cũng thấy là khi mà điều chỉnh về cái vùng 30.31.3 này mà chúng ta đánh lên được một cái nhịp về lên được cái vùng 35.5 này thì đâu đó hơn 10% lợi nhuận. Đó, cái điều này cũng khá là hợp lý. Và hiện tại với cái thông tin là thị trường như thế này thì những cái thông tin vĩ mô, những cái thông tin về thị trường năm 2024 này thì đang còn ủng hộ, đang còn có những cái sự thuận lợi khá là tích cực đối với nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp này, thì ok các anh chị có thể là cân nhắc tham gia cái mã cổ phiếu SJC hiện tại anh chị nhé. Ok, còn đối với các anh chị mình đang giữ hàng thì sao, đúng không? Chúng ta đang nắm giữ SJC mà nghe em Thảo nói là nó điều chỉnh lại về cái vùng 31.3 tầm hơn 10% nữa thì phải ứng xử như thế nào, đúng không?
Ok, đối với các anh chị mà đang nắm hàng á, đang có nắm mã SSC này, chúng ta sẽ cân nhắc những cái nhịp mà nhịp hồi của SSC. Ví dụ là ngày hôm thứ hai là SSC, nếu như mà nó có những cái nhịp nó tăng lớn lên ở quanh với vùng 31.4, 30 à quên 35.4 đến vùng 35.5 á anh chị, thì lúc đó các anh chị có thể là cân nhắc chốt lời khi mà SSC nó có săn điểm như vậy các anh chị nhá. Chốt lời. Em chắc chắn là nếu như mà anh chị mình tham gia SSC ở những cái giai đoạn trước thì hiện tại chúng ta đã có những cái khoản lợi nhuận đối với cái mã cổ phiếu SSC này rồi. Các anh chị có thể là cân nhắc chốt lời khi mà SSC có những cái cú tăng rướn như thế anh chị ha. Ok, anh chị nào mà tham gia SSC ở cái vùng giá em Thảo vừa cân nhắc thì có thể là chúng ta tham gia rồi, có những khoản lợi nhuận rồi thì quay trở lại ủng hộ em Thảo một cái tài khoản SSI. Đó, em có thể hỗ trợ các anh chị mở tài khoản SSI, hoặc là anh chị có SSI rồi em hỗ trợ các anh chị chuyển ID về bên em và sẽ cung cấp cho các anh chị những cái tín hiệu mua bán kịp thời nhất trong phiên anh chị nhé. Còn đây là em chỉ có phân tích cho các anh chị cái vùng mua thôi, còn ở trong cái room của em thì em sẽ đến cái vùng đó em sẽ cân nhắc là đến cái vùng đó em sẽ cho các anh chị mình tham gia luôn. Và nếu như mà em thấy là ở cái vùng 34 này chúng ta chưa chưa phải là cái thời điểm thích hợp để tham gia, ở đây sẽ còn có cái sự điều chỉnh nữa, thì lúc đó là cái vùng 34 này em sẽ chưa cho các anh chị mình tham gia đâu. Đó là những cái kịch bản của em về cái room của em các anh chị nhé. Còn các chị mà hiện tại là mình đang theo dõi cái video này á thì em không biết là nó sẽ phản ứng như thế nào ở cái vùng 34 này, thì các anh chị cứ tham gia một phần trước ở cái vùng giá 34 này đi, và sau đó là đợi cái sự phản ứng và sự điều chỉnh của SSC ở cái vùng giá này để chúng ta có thể là tiếp tục cân nhắc giải ngân những cái giai đoạn tiếp theo anh chị nhé. Ok, đó là những cái nhận định của em về cái mã cổ phiếu SSC ngày hôm nay, thì hy vọng là anh chị sẽ có được những cái khoản lợi nhuận tích cực khi mà tham gia vào cái mã cổ phiếu này. Chúc các anh chị sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ và cuối tuần thật là an lành bên người thân. Thì hẹn gặp lại các anh chị trong cái video tiếp theo anh chị nhé. Tạm biệt.